Anh Nghĩa. Anh đi ạ. Ủa, chào cô. Hứa. Có phải ngay từ đầu anh đã biết rõ gia cảnh của em, tất cả chỉ là màn kịch của anh thôi đúng không? Em nói cái gì vậy? Hứa à, em bình tĩnh lại đi. Anh buông tay ra đi. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Ủa, Trâm. Người ta nói cho tôi biết anh bắt cá hai tay, anh có bạn gái rồi mà vẫn quen tôi để lợi dụng tiền bạc của tôi. Bạn gái của anh tên là Hương, anh cũng lợi dụng tiền bạc của cổ giống tôi, cho nên mẹ của cổ mới thuê người phá anh để dạy cho anh một bài học đúng không? Ừ, tôi... Tôi là Hương chị vừa nhắc tới. Chuyện chị vừa nói là sao? Chị là gì của anh? Cô là chủ ở đây, cho anh thuê mặt bằng này. Cái đồ sở khanh này, tôi đứng sờ sờ ở đây mà anh còn chối cãi nữa. Cái xưởng này tôi cho anh mượn chứ có thuê đồng nào đâu hả? Ừ. Nè, cô đừng có để bị hắn lừa. Nè cô coi đi, hắn nhắn tin nói yêu thương đủ thứ. Hắn cũng dở trò anh hùng cứu mỹ nhân với tôi giống như cô vậy đó, để tiếp cận tôi. Trâm nói cái gì vậy? Tôi nhắn tin yêu thương cho Trâm hồi nào? Tôi nói cho anh biết nha, đời tôi ghét nhất là sở khanh đó. Tôi sẽ tung hô cho thiên hạ biết cái bộ mặt thật của anh. Anh đừng có hòng lợi dụng tôi. Mau dọn khỏi cái xưởng này, trả mặt bằng cho tôi đi. Tôi đúng là nhìn làm anh mà. Hương à, Hương à, Hương, nè, Hương, nè, nè. Hương à, Hương à. Cứ để đau đớn ngấm sâu, cô ta sẽ sớm đổ qua mình. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.